Em yêu, ngày mai ta phải xa nhau rồi, không biết khi nào gặp lại. Em muốn được nhìn ánh mắt, được hôn lên đôi môi nồng nàn, được yêu, được khóc trong vòng tay của anh lần cuối, để nói với anh rằng em chỉ yêu mình anh. Nhớ thương thật nhiều, ngày mai tin anh lên đường, nụ hôn âu yếm ngọt ngào đắm say ta trao, dường như vẫn mãi trên môi. Hãy ở lại với em đêm nay, ngày mai phải xa nhau rồi, tìm đâu hơi ấm ngọt ngào đắm say bên nhau, giờ xin khắc sâu vào trái tim. Mai này anh sẽ ra đi phiêu bạt ở nơi trời xa, không biết khi nào gặp nhau. Dẫu tình ta có xa cách, em nguyện giữ mãi đức tin yêu anh, trọn đời yêu anh mãi. Cho dù dòng tố mưa bão, dù cuộc đời trôi về đâu, em vẫn luôn luôn đợi anh. Em chỉ yêu anh mà tôi, xin trời ban cho ước mơ yêu anh được sống mãi. Nhớ thương thật nhiều, ngày mai tin anh lên đường, nụ hôn âu yếm ngọt ngào đắm say ta trao, dường như vẫn mãi trên môi. Hãy ở lại với em đêm nay, ngày mai phải xa nhau rồi, tìm đâu hơi ấm ngọt ngào đắm say bên nhau, giờ xin khắc sâu vào trái tim. Mai này anh sẽ ra đi phiêu bạt ở nơi trời xa, không biết khi nào gặp nhau. Dẫu tình ta có xa cách, em nguyện giữ mãi đức tin yêu anh, trọn đời yêu anh mãi. Cho dù dòng tố mưa bão, dù cuộc đời trôi về đâu, em vẫn luôn luôn đợi anh. Em chỉ yêu anh mà tôi, xin trời ban cho ước mơ yêu anh được sống mãi bên. Và xin mời chị Việt Trinh cùng nắng lại sân khấu để cùng trò chuyện với quý vị khán giả.
Thưa quý vị, có lẽ là ngay lúc nào đây thì diễn viên điện ảnh Duy Trinh của chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Không biết là chị sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị khán giả không ạ? Duy Trinh xin kính chào quý vị và trước tiên xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và ủng hộ các anh em nghệ sĩ và trong đó có Duy Trinh ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và thưa tất cả quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng đã nhận ra một gương mặt rất quen thuộc ở những phim truyền hình. Và có thể nói là diễn viên điện ảnh Duy Trinh là một trong những vai diễn của chị. Chị có rất là nhiều vai diễn để đời. Và đặc biệt là với bộ phim Người đẹp Tây Đô, có thể nói là với một nhân vật trong bộ phim này thì chị đã để lại một dấu ấn rất nhiều. Và đó là dấu ấn rất lớn trong lòng của quý vị khán giả. Và có biết là sau bộ phim Người đẹp Tây Đô thì hình như là diễn viên điện ảnh Duy Trinh chị đã tạm rời xa làng giải trí. Và có một khoảng thời gian là chị không xuất hiện nữa. Vậy thì không biết là trong khoảng thời gian đó là chị đã có dự định kế hoạch nào ạ? Kính thưa quý vị, thời gian gần 3 năm qua Việt Trinh tạm gác mọi công việc về nghệ thuật. Việt Trinh có một việc riêng rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Đó là một việc mà người phụ nữ nào cũng yêu mến, đó là thiên chức làm mẹ. Và ngày hôm nay rất là lâu lắm rồi Việt Trinh mới trở lại đứng trên sân khấu và đứng dưới ánh đèn. Thật sự là rất là hồi hộp. Trước khi ra sân khấu là Việt Trinh run dữ lắm. Cho diễn viên điện ảnh Việt Trinh một tràng pháo tay để bớt hồi hộp đi ạ. Nó nhiều thứ lẫn lộn trong đầu lắm. Không biết là đã gần 3 năm rồi quý vị còn nhớ đến Việt Trinh hay không? Và còn được yêu thương nữa hay không? Và ngày hôm nay Việt Trinh thấy tình cảm quý vị dành cho Việt Trinh vẫn còn rất là yêu thương, cho nên tự trong lòng mình Việt Trinh sẽ cố gắng đóng thật nhiều bộ phim hay nữa để làm những món quà tinh thần yêu quý nhất mà Việt Trinh gửi đến quý vị. Và Việt Trinh cũng rất cảm ơn cô Lệ Thủy và ca sĩ Đình Trí đã ưu ái cho Việt Trinh vào tham gia với chương trình này. Vì ca sĩ Đình Trí ngày đầu tiên khi mà từ Úc trở về làm ca sĩ thì cùng với cô Lệ Thủy đi xuống với Trà Vinh làm một cái show từ thiện với Việt Trinh. Và đường đi rất xa mà cô Lệ Thủy và ca sĩ Đình Trí rất là nhiệt tình ở Trà Vinh trình diễn tới khuya và cũng không nhận cát xê. Cho nên từ cái tình cảm đó mà Việt Trinh rất yêu quý, nhất là cô Lệ Thủy đã cùng đi rất là nhiều chương trình từ thiện với Việt Trinh và cũng không bao giờ nhận cát xê. Việt Trinh rất là hâm mộ cô, cho nên ngày hôm nay được ca sĩ Đình Trí mời vào chương trình, Việt Trinh rất là sẵn sàng và hạnh phúc nhiều hơn nữa là được tái ngộ với quý vị gần 3 năm sau khi mà Việt Trinh tạm gác nghệ thuật và được gần với quý vị ngày hôm nay, được có một cái tình cảm mà gần 3 năm nay Việt Trinh muốn gần quý vị mà không có dịp. Cho nên Việt Trinh rất cảm ơn cô Lệ Thủy và ca sĩ Đình Trí ạ. Vâng, và thưa quý vị, Việt Vinh nói là như vậy nhưng mà chúng ta thấy là hình như là diễn viên điện ảnh Việt Trinh rất là gần gũi với những trung tâm từ thiện, bởi vì chúng ta vẫn thường nghe nói là chị Việt Trinh đi từ thiện rất là nhiều, hết tỉnh này đến tỉnh nọ, và đó chính là những tình cảm mà những người nghệ sĩ dành cho xã hội, đúng không ạ? Và chị Việt Trinh này, không biết là bây giờ đã quay trở lại với làng giải trí rồi thì không biết là dự định sắp tới của chị như thế nào ạ? Kính thưa quý vị, Việt Trinh nghĩ là nếu như các diễn viên sân khấu thì nói là mình được ông tổ thương. Khi mà Việt Trinh quay trở lại thì được đạo diễn Lê Cung Bắc mời tham gia bộ phim Những đóa hoa tình yêu. Hiện tại thì Việt Trinh cũng đang tham gia bộ phim này. Và giữa tháng 10 thì Việt Trinh sẽ thử vào một cái vai trò mới. Đó là một cái hoài bão gần 10 năm mà Việt Trinh ngày hôm nay mới đủ duyên để làm. Đó là vai trò làm đạo diễn. Và Việt Trinh sẽ đạo diễn bộ phim đầu tay có tựa đề là Những món nợ đời. Việt Trinh sẽ cố gắng làm hết sức mình để đầu năm sau bộ phim sẽ được trình chiếu trên HTV7 thì Việt Trinh cũng hy vọng đây là món quà đầu tiên mà Việt Trinh làm đạo diễn gửi đến quý vị. Mong quý vị hãy ưu ái và ủng hộ Việt Trinh ạ. Và chắc chắn là quý vị sẽ rất ủng hộ rồi ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn diễn viên điện ảnh Việt Trinh đã có mặt trong buổi tối đêm nay. Xin được cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Bước chân hai thế hệ lần thứ hai với chủ đề tình khúc kỷ niệm ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều những gương mặt nghệ sĩ thuộc các thể loại sân khấu, kịch nói, điện ảnh cũng như là những người mẫu tham gia trong chương trình ngày hôm nay bên cạnh các ca sĩ mà chúng ta đã biết đến và yêu mến trong thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ anh Quân xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt mà chắc chắn rằng tất cả quý vị và các bạn đã dành tình cảm yêu mến anh trong vai trò của một diễn viên điện ảnh trong rất nhiều năm vừa qua. Và quý vị và các bạn còn nhớ anh thường hay xuất hiện với những ngôi sao điện ảnh như là Diễm Hương hay Việt Trinh. Xin mời quý vị cùng chào đón diễn viên điện ảnh Lý Hùng. Lý Hùng xin chào quý vị đại biểu cùng khán giả kính mến. Chúc quý vị một ngày thứ sáu cuối tuần vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Anh Lý Hùng thân mến, có lẽ rằng đã rất lâu rồi thì tất cả quý vị khán giả mới có dịp gặp lại anh ở trên sân khấu. Ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ điều gì với tất cả quý vị khán giả của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ ạ? Kính thưa quý vị, và hôm nay thì Lý Hùng rất vui khi là em Đình Trí cũng như là cô Lệ Thủy thì cũng thân gia đình rất nhiều. Từ khi mà Lý Hùng từ nhỏ thì cô Lệ Thủy với ba Lý Hùng là nghệ sĩ ưu tú Lý Huỳnh cũng là cùng quê ở Vĩnh Long và cũng rất thân thiết. Và hôm nay thì Lý Hùng khi được Đình Trí mời tham gia chương trình này, tuy là đang bận đóng phim, bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt ở miền Trung, và Lý Hùng cũng tranh thủ thời gian trở về để tham gia cùng với góp mặt chương trình này, và cũng xin chúc cho em Đình Trí thành công trên bước đường nghệ thuật. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Quân được biết một điều nữa rằng là bên cạnh việc đóng phim của anh hiện nay thì anh cũng đã tham gia ca hát đúng không ạ? Và hình như đôi khi có những cảm hứng để mà sáng tác nhạc nữa đúng không anh? Xin cảm ơn. Hôm nay thì anh sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị bài hát nào đây ạ? Xin cảm ơn. Và hôm nay cũng là chương trình đang nói về dòng nhạc tình cảm, thì Lý Hùng cũng xin được gửi đến quý vị một ca khúc cũng do Lý Hùng và tác giả trẻ Hồ Duy Minh cùng sáng tác trong một bộ phim Mưu Thủy Tinh được mang tên là Hãy Mở Cửa Đi Em. Không cho anh được gặp em, giờ anh thế sao? Thật lòng anh không mang lừa dối. Từ khi anh đến bên em, người đã cho anh biết yêu em. Một tình yêu chân thành nhất anh hằng ước ao. Tình anh mãi trao, hai tình anh trở nên hững hờ. Đừng để quá khứ kia làm hai ta phải xa liệt nhau. Thật lòng anh rất yêu em. Người ơi hãy tha thứ cho anh, hãy mở cửa đi em. Bao ngày qua anh nhớ em người ơi. Hãy mở cửa đi em, như em đã mở cửa trái tim, để anh được yêu, được mong, được nhớ đến em. Anh biết em giờ đang đớn đau, không thể chấp nhận sự thật về anh. Mà người ơi hãy tin anh, tim anh giờ chỉ có em thôi. Hãy mở cửa đi em, cho anh được gặp em dấu yêu. Đừng chuôn tranh anh, đừng để hai trái tim yêu phải đau. Đừng im lặng, hãy mở cửa đi em, để anh được nhìn thấy mắt môi em. Đừng giọt mưa thủy tinh, ngoài kia sẽ chứng minh tình anh. Hãy mở cửa đi em. Hai tình anh trở nên hững hờ. Đừng để quá khứ kia làm hai ta phải xa liệt nhau. Thật lòng anh rất yêu em. Người ơi hãy tha thứ cho anh, hãy mở cửa đi em. Bao ngày qua anh nhớ em người ơi. Hãy mở cửa đi em, như
như em đã mở cửa trái tim để anh được yêu, được mong, được nhớ đến em. Anh biết em giờ đã đớn đau, không thể chấp nhận sự thật về anh. Mà người ơi hãy tin anh, tim anh giờ chỉ có em thôi. Hãy mở cửa đi em, cho anh được gặp em dấu yêu. Đừng chôn tránh anh, đừng để hai trái tim yêu phải đau. Đừng im lặng, hãy mở cửa đi em, để anh được nhìn thấy mắt môi em. Từng giọt mưa thủy tinh ngoài kia sẽ chứng minh tình anh. Hãy mở cửa đi em, hãy mở cửa đi em, như em đã mở cửa trái tim để anh được yêu, được mong, được nhớ đến em. Anh biết em giờ đã đớn đau, không thể chấp nhận sự thật về anh. Mà người ơi hãy tin anh, tim anh giờ chỉ có em thôi. Hãy mở cửa đi em, cho anh được gặp em dấu yêu. Đừng chôn tránh anh, đừng để hai trái tim yêu phải đau. Đừng im lặng, hãy mở cửa đi em, để anh được nhìn thấy mãi môi em. Từng giọt mưa thủy tinh ngoài kia sẽ chứng minh tình anh. Hãy mở cửa đi em.